Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh Long's Kitchen. Hôm nay Long mời cả nhà vô bếp làm cái món cơm quê với Long nha. Cái miếng bà gọi hôm qua Long mua còn một miếng cả nhà. Bây giờ Long lấy cái bà gọi đó, Long đem đi làm cái món kho nước mắm này cả nhà, kho tiêu á. Làm cái món bà gọi kho tiêu này nó dễ lắm luôn cả nhà. Long nêm có nước mắm nè, tỏi với lại hành tím. Rồi Long cho thêm khoảng chừng 2 muỗng cà phê đường nè, 1 muỗng cà phê cái bột nêm chay á cả nhà. Rồi cho thêm xíu tiêu nữa, rồi một chút xíu nước vô nè. Bây giờ thì Lon trộn đều mấy cái ba gọi với mấy cái gia vị này vô nè cả nhà. Lon để đây khoảng chừng 15-20 phút ướp Lon cho cái thịt này nó thấm gia vị vô cả nhà. Rồi xong rồi sau đó thì Lon sẽ bật lửa lên kho nha. Lon ướp nãy giờ là cũng được 20 phút rồi cả nhà. Bây giờ Lon để lửa ghiêu ghiêu Lon kho. Trong lúc kho Lon cũng có hay chở điều cả nhà, xô điều như vậy nè, đặng cho cái thịt nó mau vàng mau thấm luôn á cả nhà. Xong rồi đây, giờ ăn cho ra dĩa, đang chuẩn bị một hồi ăn cơm á cả nhà. Cái thịt này nó mềm với nó thơm quá trời luôn cả nhà ơi. Kho chừng 15-20 phút rồi có được một dĩa thịt kho nè cả nhà. Ăn chung với cái món thịt kho thì Lon sẽ luộc thêm vài cái trứng hộp gà vô nữa cả nhà. Luộc nãy giờ cũng hả 5-6-7 phút gì đó Lon quên mất tiêu rồi, Lon quên để trứng gà vô chung luôn. Nhưng mà Lon để cái này Lon có tính giờ cho nên hy vọng là sẽ có trứng lòng đào nha. Rồi đây là thành phẩm ba gọi kho tiêu. Tiếp đến là cơm Ấn Độ, cái gạo Ấn Độ hôm qua Lon mua cả nhà. Tiếp theo nữa là mấy cái trứng Lon luộc hồi nãy, hy vọng là sẽ có trứng lông đào nha. Thêm một dĩa dưa leo với lại củ kiệu nè cả nhà. Tiếp nữa là cái chén nước mắm chinh su với ớt. Bây giờ thì Lon sẽ cắt cái mấy cái trứng này ra tầm đôi nè cả nhà, đặng chan nước mắm lên. Ô, cũng được một vài cái lòng đào nè, một cái rồi Lon luộc mà Lon quên. Đây cũng được thêm một cái lòng đào nữa, vậy là chắc là được lòng đào hết rồi, nhưng mà không có ướt lắm. Thôi vậy cũng được, ăn gì cũng không sao. Giờ Lon chan nước mắm lên. Thường á thì Lon để vô trong cái tô, nhưng mà hôm nay Lon muốn để ra ngoài gì nè, ăn cho nó khác khác một chút xíu với lại mấy cái lòng đào á cả nhà, lòng đỏ trứng á nó không có bị trôi. Rồi bây giờ còn chần chờ gì nữa, ăn thôi. Đây gấp cái trứng lòng đào để lên, rồi thêm cái miếng ba gọi mà kho tiêu nữa. Rồi xong rồi nha, ngon lắm luôn á. Lon mời cả nhà nha. Bữa cơm hôm nay rất là đơn giản luôn cả nhà, trứng gà luộc lòng đào với lại ba gọi kho tiêu. Cái video cơm quê, ba gọi kho tiêu với lại trứng gà luộc lòng đào của Lon tới đây là hết rồi nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Lon's Kitchen cũng như là đăng ký ủng hộ kênh. Chúc cả nhà có một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye.